làm thiện nguyện mọi người, thì những cái điều đó nó khá là gian nan. Và những cái điều này thì chúng ta cũng có thể biết được rằng là trong cái câu chuyện mà mùa mưa bão mọi người, nó có khá là nhiều cái câu chuyện mà dở khóc dở cười ở trong đây. Và thật sự khi mà nói về cái điều này thì cuốn nhà cũng khá là hoang mang. Bởi vì sao ạ? Có rất là nhiều người đang cần cái sự giúp đỡ thật sự thì lại chưa có thể nào mà cái sự giúp đỡ đó nó đến tận tay. Và có những người là có những cái sự giúp đỡ đó rồi nhưng mà lại không cần, nói chung là người ta không cảm thấy rằng là những cái điều đó là quý báu. Bởi vậy nên là giống như là chúng ta đang đi sai một cái tình huống, cũng giống như là đang đi sai một cái hoàn cảnh gì đó mọi người. Hello mọi người, chào mọi người đã đến với cái kênh của Cún Nhà nha. Lời nói đầu thì cho Cún Nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người ạ. Cái câu chuyện mà đi làm thiện nguyện trong mùa bão lũ á mọi người, nó có muôn vàn cái để mà nói luôn ấy. Và nó có rất là nhiều cái câu chuyện dở khóc dở cười. Người thì lần không có ra, còn người có thì bỏ cờ bắp cờ bơ. Ví dụ như là những cái nồi bánh chưng, những cái chiếc bánh chưng, đó là những cái tấm lòng của tất cả người dân ở miền trong, người ta gửi ra tặng miền Trung đó, để mà có thể là giúp cho người dân ở nơi đây vượt qua cái cơn bão lũ, cũng giống như là cái khó khăn trong cuộc sống. Cái quá trình ăn uống thì nó cũng không được đầy đủ, nên rằng là những cái gì mà thiết thực nhất thì người dân ở miền Trung cũng có thể là gửi gắm một chút tình cảm ra ngoài miền Trung. Và thật sự mà nói, khi mà mình thấy những cái chiếc bánh chưng mà lăn lơ lăn lóc ở ngoài đường á, mình cảm thấy khá là chạnh lòng. Bởi vì sao ạ? Mình không biết cái lý do vì sao mà những cái chiếc bánh chưng đó lại không đến tận tay của người dân, hay là vì một cái lý do gì đó mà nó có thể là nằm lăn lơ lăn lóc ở ngoài đường. Thật sự mà nói, mình thấy có một số bạn là có tìm hiểu rằng là những cái chiếc bánh chưng đó nó có bị ôi thiêu hay là không. Lúc ban đầu thì mình cứ nghĩ rằng là ôi thiêu người dân ăn không được thì người ta mới bỏ, đúng không mọi người? Nhưng mà sau đó thì các bạn mới đến chính là trời ơi, cái bánh chưng này nó rất là thơm luôn, mà tại sao người dân lại không ăn đồ này nọ. Nhưng mà thật sự ý, ngay cả bản thân của nhà, khi mà là một con người ở miền Trung và ở một cái nơi mà được gọi là hẻo lánh đó mọi người, thì những cái chiếc bánh chưng đó nó khá là ấm lòng luôn. Thật sự mà nói, giống như là mình đặt cái sự yêu thương của mình nó không đúng chỗ mọi người. Chứ thật sự là ở miền Trung, khi mà các bạn ở vùng sâu vùng xa mà mình không tới được á, một chiếc bánh chưng thôi cũng đã ấm lòng và qua bữa được mấy hôm luôn á mọi người. Còn một số bạn nói rằng là gửi giống như là gửi quần áo rồi ra ngoài miền Trung á mọi người, thì người dân ở nơi đây người ta không cần và người ta không có thèm mặc hay gì này nọ mọi người. Nhưng mà thật sự á mọi người, khi mà mình thấy mình khá là buồn luôn. Bởi vì sao ạ? Chắc có lẽ rằng là mình đưa đến không có đúng nơi, không có đúng người và không có đúng thời điểm hay sao á mọi người. Chứ còn nếu mà nói là những cái người dân mà ở vùng hẻo lánh đổ mọi người, những cái điều là một cái chiếc áo khoác thôi mọi người, nó cũng đã là ấm rồi, thật sự luôn á mọi người. Nên là kiểu giống như là mình đi không có đúng á mọi người. Đó, cái câu chuyện của chị Thúy Tiên cũng vậy mọi người ơi. Thì đi làm thiện nguyện cũng rất là cực khổ luôn, nhưng mà có một số người lại không hiểu cho cái hoàn cảnh, cũng giống như là nói chung là những cái suy tư của chị, nên là có một số cái hiểu nhầm nó đã xảy ra. Và qua đây á mọi người, thì các anh YouTuber, những anh em đi làm thiện nguyện của Cún Nhà ấy, cũng có mặt ở ngoài miền Trung để mà hỗ trợ cho người dân nơi đây. Thì thật sự á mọi người, cái câu chuyện bộ bão lũ á, nó khá là nhiều cái mà nó gian nan mà chúng ta không thể nào hiểu được. Ví dụ như các anh đi ra ngoài miền Trung để mà hỗ trợ, thì ví dụ như là những người mà làm ở trong xã hay là trong huyện ở cái chỗ đó, mọi người có thể là giúp đỡ cho các anh, ví dụ như thuyền bè rồi này nọ các kiểu, để mà các anh có thể là giao tặng tay cho người dân những cái món quà đó. Nhưng mà thật ra là không có mọi người ơi. Có một số nơi thì người ta rất là nhiệt tình và người ta cảm thấy rằng là rất là hào hứng khi mà tất cả các anh YouTuber như vừa qua anh Lực Tàng, anh Hiếu VN hay là anh Bánh Mì Đay TV có đăng lên đó mọi người. Thì thật ra những cái tình cảm của các anh thì nó muôn vàn luôn mọi người ơi. Nhưng mà hình như là người dân, không phải là người dân ở nơi đó người ta không hiểu, nhưng mà chính quyền địa phương người ta không hiểu hay sao mọi người. Người ta có những cái lời mà nó rất là đau lòng luôn. Nói chung á, khi mà tới á, là người ta không có quan tâm và cũng không có cần là phải giúp đỡ các anh. Tại vì nói chung mình ở miền trong mình vào mà, mình ra, mình ở miền trong mình ra mà mình đâu có biết cái vấn đề gì ở ngoài đó đâu. Ví dụ như bao nhiêu hộ dân rồi này nọ các kiểu, là làm sao mà mình biết được. Chỉ có chính quyền địa phương người ta hỗ trợ thì các anh mới có thể hiểu được. Nhưng mà mình cũng không hiểu vì sao mà các anh lại bị phớt lờ đến như vậy. Thì đó là một cái câu chuyện khá là buồn và khá là không mấy là vui vẻ gì hết. Còn thật sự mọi người, người dân ở nơi đây người ta nghèo rồi,
mà người ta gặp bão lũ cuốn trôi rồi này nọ mọi người, thì người ta rất khá là đau khổ luôn. Bây giờ cho người ta 5.000, 10.000 hay là 100.000 người ta cũng cảm thấy ấm áp nữa đó mọi người. Thì nó có, nói chung á, trong cái cuộc sống này thì sẽ có người này người kia, và có những cái câu chuyện buồn cũng như là có những cái câu chuyện vui hay là những cái câu chuyện ấm lòng. Thì nói chung là chúng ta cũng không thể nào mà vơ đũa cả nắm được, đúng không mọi người? Nên là mình cũng mong rằng là thôi, những cái câu chuyện mà vừa qua về những cái vụ lùm xùm ấy thì thôi mình cứ cho qua đi, tại vì người miền Trung thì người ta cũng đã khá là khổ rồi. Và qua cái câu chuyện vừa rồi á mọi người, thì chúng ta cũng thấy rằng là chị Thúy Tiên cũng giống như là các anh YouTuber, các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước cũng đã hỗ trợ rất là nhiều luôn cho người dân ở miền Trung. Và mới vừa qua mọi người thì mình có thấy rằng là chị Thủy Tiên cũng ra ngoài đó để mà hỗ trợ cho người dân thêm một lần nữa, để mà người dân ở nơi đây có thể là ổn định lại cuộc sống hàng ngày, cũng giống như là cải thiện lại nhà cửa, lau dọn đồ, với lại là làm lại những cái ngôi nhà mà có thể là cho người dân ở nơi đây ổn định lại cái cuộc sống hàng ngày. Thì những cái điều đó là những cái điều rất là trân quý luôn mọi người. Những cái câu chuyện ở phía đằng sau thì chúng ta cũng không thể nào mà hiểu rõ được, nên là cứ nhìn vào những cái hình ảnh thực tại thôi mọi người ơi, thì chúng ta thấy rằng là khá là tuyệt vời luôn. Và trong cái thời gian vừa qua thì tất cả mọi người đã cố gắng hết sức rồi mọi người ạ, nên là chúng ta cũng thấy khá là ấm lòng. Qua đây thì mình cũng muốn nói một lần nữa là cái câu chuyện về anh Thành. Cái hoàn cảnh của anh Thành thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là rất là khó khăn luôn. Vốn dĩ gia đình của anh là đã khó khăn rồi, nhưng mà cái câu chuyện này nó lại đi quá là thương tâm luôn. Là chị Khuyên gặp một cái tai nạn, gặp một cái sự cố, và dẫn đến rằng là bây giờ chị đang phải đối diện với những cái sự rất là mong manh luôn. Và mình cũng nghĩ rằng là cái câu chuyện này nó còn khá là gian nan trong gia đình của anh. Và mới vừa qua thì anh cũng đã nhận được một số tiền từ các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước có hỗ trợ cho anh một cái số tiền, và anh mong muốn rằng là cái số tiền đó anh có thể là cải thiện được cái cuộc sống gia đình, như là trồng trọt chăn nuôi, cũng giống như là làm những cái điều mà trân quý đối với vợ của mình, và có thể là dành những cái thời gian còn lại để mà chăm sóc cho vợ của mình và cho hai con của mình ăn học. Thì cái số tiền đến hiện tại bây giờ anh Thành nhận cũng khá là lớn rồi mọi người ạ. Và cũng mong rằng là cái cuộc sống của anh nó có thể là cải thiện, cũng giống như là cái tình hình sức khỏe của chị Khuyên nó có thể là ổn định hơn nữa. Thật sự mà nói mọi người thì cái điều này nó khá là mong manh, nhưng mà chúng ta cứ hy vọng. Hy vọng biết đâu được cái sự hy vọng của chúng ta nó sẽ trở thành sự thật thì sao. Thật sự mà nói thì cái câu chuyện mà bác sĩ trở về á, đó là một cái câu chuyện khá là buồn và khá là thương cảm cho chị Khuyên. Tại vì một cái người phụ nữ mà còn trẻ và có nhiều cái nhiệt huyết, cũng giống như là cái hoài bão, cũng giống như là có những đứa con thơ bên cạnh của mình, thì là một người mẹ, một người cha, thì tất cả mọi người đều muốn những cái gì mà tốt đẹp nhất sẽ đến với con của mình. Nhưng mà cuộc sống mà mọi người, nó giống như là một cái gì đó gọi là cái luân thường á mọi người. Và cái số phận của mình á, nó buộc phải là rơi vào cái tình thế giống như vậy. Thì không mấy ai là mong muốn đâu mọi người. Nhưng mà qua đây thì mình cũng thấy rằng là cái sự yêu thương, cái sự chăm sóc, cũng giống như là cái tình cảm của hai vợ chồng anh Thành và chị Khuyên là những cái điều mà cao cả nhất. Gia đình của anh Phạm Văn Thành thì cũng không có gì đâu mọi người ơi, cũng ở Quảng Bình mà cũng mưa bão quanh năm vậy á. Nói chung thì cái hoàn cảnh cái gia đình của anh Phạm Văn Thành thì nó cũng khó khăn từ trước tới giờ rồi. Và cái sự cố mà xảy ra với chị Khuyên thì nó càng dẫn đến kinh tế nó kiệt quệ hơn. Thì bên cạnh đó thì nói chung là anh cũng được đền đáp rất là xứng đáng luôn. Tại vì tất cả các mạnh thường quân luôn ủng hộ, cũng giống như là luôn động viên cho anh để có thể vượt qua cái sự đau thương và mất mát như thế này. Qua đây á mọi người, mình cảm thấy rằng là Việt Nam mình có rất là nhiều cái nghĩa cử rất là cao đẹp luôn. Qua những cái chuyện giống như là bão lũ vừa qua, qua những cái câu chuyện giống như là anh Thành á, mình cảm thấy rằng là mạnh thường quân là những người rất là sáng suốt. Người ta hiểu được cái câu chuyện, và người ta có thể là người ta hiểu được cái sự đau khổ của một người mà khi đang gặp khó khăn á mọi người.
Và cũng mong rằng là anh Thành và chị Khuyên sẽ cố vững vàng cũng giống như là cố lo cho con của mình. Ok, cái video của Quýnh Nhà đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Bye bye mọi người.